công nhận cái máy này nó xài đã thiệt chứ em. Ai như cái máy cũ, cà giật, chậm như con rùa vậy. Ừ, cái máy kia cũng tới dữ lắm rồi đó. Anh coi có ai mua anh bán luôn đi, để chi cho chặt chỗ. Ừ, anh biết rồi, xíu đưa anh chịu nghe. Thương chịu chi nữa trời, gửi laptop chứ làm chi. Một xíu anh chạy ra quán anh rủ mấy bạn theo. Laptop là phải rửa bằng bia mới được. Laptop mà cũng rửa. Em vô lấy chịu cho anh đi nhậu ơi. Nhậu gì? Thì nhậu rửa laptop chứ làm chi trời. Thôi khỏi, em rửa giùm anh luôn rồi. Laptop mà anh đổ rượu rửa bia vô nó hơi gình nè. Em lấy xà bông em rửa giùm anh luôn rồi, ngâm trong kho luôn rồi, vậy mới thơm. Phơi mà sao kìa. Anh coi không, đi ra ngoài mua giùm em cái cánh quạt về gắn đi, cái quạt nó bị hư rồi kìa, nực cũng chết mà không có quạt quạt chứ. Làm chưa nóng cái đít nữa, đưa tiền để anh mua cho, anh hết tiền rồi nè. Có mấy chục ngàn hả, này chiều rồi mua đồ ăn ăn cơm. Ừ, vậy mới được chứ. Nhà nóng nực cũng chết mà có cây quạt cũng bị gãy cánh nữa. Ừ, mà nãy ra ngoài xui nữa, cái tiệm nó hết cánh quạt lẻ luôn. Còn sao? Cũng hên anh nhanh trí chứ làm sao. Anh mua nguyên cái quạt mới luôn, về lấy cái cánh gắn quả quạt này nè. Cái quạt mới kìa. Trời ơi, có tiền đâu mua quạt vậy? Cũng hên cái nữa, ổng bán thiếu cho anh luôn. Tôi hên cho ông cái bây giờ nè, tôi sắp khùng với ông rồi nè. Trời. Xong chưa em ơi? Ủa? Cái nón em đâu mất tiêu rồi ta? Cái nón em sáng anh thấy dơ quá anh giặt rồi. Rồi nón đâu em đi? Em đi vô nhà lấy gì đổi đỡ đi. Cái nón kết cũng được. Không thôi đi ra đường giao thông gặp một cái là no đó. Kiếm hết trơn rồi, cái nón kết cũng không có luôn. Thiệt chứ, ra xe chờ đi anh vô anh kiếm cho. Có chưa anh? Cái này được không? Ông đem cái vô ra làm gì? Vậy chứ kiếm không có nón rồi sao vợ? Có đỡ hơn không? Ông lấy ông đội luôn đi. Vậy chứ cái bộ rửa sạch rồi mà không chịu đợi. Cùng còn hơn cái gì nữa. Anh, karaoke chơi không? Buồn quá à. Thôi em ca một mình đi em ơi. Anh đang làm công chuyện em thấy sao? Không cà hối. Alo, alo. Trời trời. Cả ngay bài thủ của mình luôn trời. Vô nè, vô. Trời giấc mộng ban đầu, yêu ngủ thở với đôi mươi. Em đang hồ giấc tròn. Em đang hát hết chỗ mình bỏ ra đây ngầu chi vậy anh? Chơi tôi hát dở đúng không? Có đâu trời. Anh giao đây anh ngầu á, cho người ta đừng tưởng anh đánh em. Người ta hiểu lầm mệt lắm. Ừ, hiểu lầm, tôi cho ông hiểu lầm luôn nè. Đi đâu ra anh? Anh chạy ra chợ mua cái bóng đèn. Cái đèn toilet nó chẳng bị hư rồi. Ê ê, mua giùm em chai nước tương luôn nghe. Hết nước tương rồi. Ờ. Ê, cái gì nữa? Mua chai nước rửa chén nữa. Hết nước rửa chén luôn rồi. Rồi rồi. Chai kem đánh răng với cái nước rửa chén đúng không? Chai nước tương với chai nước rửa chén cha. Rồi rồi, nhớ rồi. Nè, rồi mua chai dây hương chi vậy? Chứ hồi nãy em kêu mua cái gì? Kêu mua chai nước tương với chai rửa chén. Rửa chén hả? Trời ơi trời, hay chứ đầu óc chứ. Nghe gì rửa rửa. Ông chạy ông đi đảo liền giùm cái đi. Nè, đúng hàng chưa? Ừ, để đó đi. Kiếp nhờ ông có chút xíu mà kêu mua này đi mua cái kia. Kiếp không biết nói làm sao luôn. Nghe lộn bà ơi. Mai mốt có mua gì á, viết giấy đi cho nó dễ. Mới tính nói luôn á. Thôi chồng sửa giùm cái đèn toilet đi. Ừ, quên nữa.
Ơi trời. Gì vậy? Quên mua bóng đèn rồi chứ gì. Rồi đi tới đi luôn, giết hết bình xăng luôn. Em coi cái đầm này đẹp không? À tính mua cho em nè, coi được không? Ủa cái đầm này đi chơi mà, em đang có bầu sao mặc được? Thì mua sẵn để đó, chừng nào xanh xong mặc. Gánh thiệt chứ, rồi lấy tiền em mua nữa hay gì vậy? Tiền ta đi làm thêm rồi, ai lấy tiền em đâu. Ừ, vậy thì được. Vậy nha, anh Đạt à, bảo đảm với em luôn, em mà mặc cái đầm này vô một cái ha, em trẻ thêm được 10 tuổi, bao đẹp. Thôi vậy thôi, khỏi mua luôn đi em ơi. Vậy tự nhiên khỏi mua. Em muốn trẻ thêm 10 tuổi hả? Tôi mặc cái áo đó trẻ hơn 10 tuổi. Rồi tôi cởi ra là tôi già hơn 10 tuổi hả gì? Dẹp dẹp dẹp, khỏi mua đi. Vô luôn.